một chế độ mọi dợ khi tuyết còi ca sĩ Khánh Ly. Cái gốc vẫn là tuyết còi cô ca sĩ Khánh Ly để chứng tỏ chế độ Việt Cộng, một chế độ mọi dợ và toàn cơ sở truyền thông của một bọn cộng sản như Tuổi Trẻ, VN Express, Thanh Niên đều là bọn lưu manh, man dợn. Khi tôi đã chụp hình những bài báo của chúng đang đập hội đồng cô ca sĩ Khánh Ly cách đây vài giờ. Tự chúng nó tố cáo sự cai trị độc ác của chúng nó, tự chúng nó đang phơi bày bộ mặt trơ trẽn của bọn chúng, chế độ Việt Cộng không tôn trọng nhân quyền. Gia tài của mẹ nói đến một sự thật. 1.000 năm đô hộ giặc Tàu tát tay vào mặt tên giặc Tàu Tô Định Trọng Lú, 100 năm nô lệ giặc Tây. 20 năm nội chiến từng ngày tát tay vào mặt những tên Việt Cộng xâm lược gây ra cái chết của 3 triệu dân Việt. Cô Khánh Ly hát đúng, hát sự thật như thế thì lấy gì để tuyết còi cô Khánh Ly? Tuyết còi cô Khánh Ly đã tố cáo chế độ Việt Cộng thô bỉ, đã và đang nhận bừa Trịnh Công Sơn là người của mình. Quý vị nhớ cho cô Khánh Ly với anh Trịnh Công Sơn như hình với bóng. Cô Khánh Ly còn hát hát cho một người nằm xuống để tưởng nhớ đến cái chết của đại tá Việt Nam Cộng Hòa Lưu Kim Cương và còn hát người con gái Việt Nam da vàng. Như tát vào mặt chế độ Việt Cộng đang bán gái Việt Nam khắp thế giới. Qua hình thức cô dâu, hôm nay tôi chân thành cảm ơn cô Khánh Ly đã lột được bộ mặt nạ của chế độ Việt Cộng. Để thấy rõ sự vi phạm nhân quyền của chế độ Việt Cộng cho cả thế giới xem. Tôi chưa từng quen biết cô Khánh Ly, nhưng tôi rất mến mộ con người tự do của cô. Tôi hiểu, cô chẳng bao giờ sợ bọn bạo quyền Việt Cộng. Tôi mong rằng chế độ Việt Cộng hãy nhìn thấy cái nguyện vọng của ca sĩ Khánh Ly, tức là nguyện vọng của đồng bào hải ngoại. Là tiếng nói đại diện cho 5 triệu con người tự do, không bị roi điện, dùi cui hay súng AK-47 chĩa vào lưng hay nhà tù luôn chờ đợi như những người trong nước. Nguyện vọng của cô Khánh Ly tức là nguyện vọng của 95 triệu dân không cộng sản. Tôi thách thức 5 triệu tên cộng sản dám thực hiện cuộc trưng cầu dân ý, hỏi dân chọn A. Đảng Cộng sản Việt Nam, B. Không chọn Đảng Cộng sản Việt Nam. Để có thể thay đổi thể chế theo ý dân, đừng tự ý chồng vào cổ dân theo điều 4 hiến pháp, một sự ngồi xổm lên pháp luật từ mấy chục năm qua vì bọn chúng chưa từng một lần hỏi ý dân. Chế độ Việt Cộng, họ chà đạp điều 25 hiến pháp, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Quý vị đừng bao giờ tin vào việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 30 năm qua rồi, kể từ khi ra đời Hiến pháp 1992, chế độ Việt Cộng vẫn chưa làm ra luật quy định về quyền tự do ngôn luận, chúng cũng chưa làm ra luật quy định về quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền lập hội và quyền biểu tình. 30 năm rồi, 500 thằng gọi là đại biểu quốc hội, chúng trốn chạy, không thực hiện luật pháp cho quyền biểu tình. Tôi hiểu. Đã nói đến quyền của công dân là công dân được quyền sử dụng thôi, làm gì mà đặt được luật pháp để cản trở quyền biểu tình của công dân được? Chẳng lẽ bây giờ 500 thằng đại biểu quốc hội đó phải đặt ra luật như sau: đi biểu tình phải thổi kèn đám ma, đi biểu tình phải mang theo trống, đi biểu tình chỉ được phép đi hàng 1, không được đi hàng 2, hàng 3. Đi biểu tình không được là DMCS, DMTL, DMPMC, DMNSP, DMVDS. Đi biểu tình không được mang theo biểu ngữ chửi chế độ Việt Cộng. Đi biểu tình phải mang theo hình thiếu tá Hồ Quang Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng phát nguồn từ cờ của giặc Tàu Phúc Kiến. Tôi biết 500 thằng này chẳng bao giờ đặt ra được luật biểu tình. Vì càng đặt ra luật, chúng càng làm như những con khỉ ở rừng Trường Sơn, làm trò cười cho toàn dân mà thôi. Tôi tiên đoán nếu chế độ Việt Cộng còn sống 100 năm nữa, chúng nó vẫn còn treo cái luật biểu tình. Cảm ơn cô Dên Phạm đã đưa ra giải pháp bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự nghĩa rất đơn giản là không tuân thủ những luật pháp và quy định của chế độ. Quý vị hãy thử làm một việc nhỏ này trước nha, như vận động vài 3 đến 5 gia đình hàng xóm cùng cho con em chúng ta ở nhà, không cho con em đến trường, đi học mà không cần phải đưa ra lý do. Trong khi đó có quá nhiều lý do như đứa trẻ bị nhồi sọ những điều không sự thật, học phí gia tăng, sách vở tăng giá, vi phạm hiến pháp, vi phạm điều 59 hiến pháp.
Trẻ em tiểu học không phải đóng học phí hay ở nhà giúp đỡ cha mẹ vì gia đình tôi khổ quá rồi. Khi quý vị làm được 3 ngày, quý vị sẽ thấy sự lan tỏa rất nhanh chóng vì tôi tin rằng quý vị sẽ thấy được nhiều sự ủng hộ. Chế độ VC chẳng làm gì được với quý vị đâu. Từ những việc làm nhỏ này, quý vị sẽ thấy không còn khó khăn với việc không trả tiền điện, không trả tiền nước, không trả tiền thuế. Nên nhớ là cùng vận động những bà con, hàng xóm cùng làm để thấy sức lan tỏa. Cũng như sức mạnh của dân, quý vị hãy nằm lòng câu dân là nước, chế độ là thuyền, nước đưa thuyền đi được. Thì nước cũng có thể làm lật thuyền được. Chúc quý vị thành công trong việc xóa sổ chế độ độc đảng, độc tài và độc ác.